Rồi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn. Đấy. Trong thời gian vừa qua thì mình có tư vấn cho rất là nhiều bạn sử dụng cái kéo, hai cái kìm cạp tròn và cạp đa năng. Thế thì mình cũng làm và sử dụng thực tế, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nó thực tế nó như thế nào. Làm cái gì cũng phải thực tế các bạn nhé. Đây, đầu tiên ý, tôi sẽ sử dụng cái cạp tròn này để làm tạo vét cái cắt các cái điểm này, tạo thành cái vấu như này. Đấy, một này. Đấy, rất là thực tế luôn. Tôi là người đi chia sẻ cho mọi người, bán cho mọi người cái kìm này, thì là tôi là người sử dụng thực tế. Đấy, chứ không phải là nhiều người mà người ta bán một cái người ta không làm, người ta không biết cái công năng và tính tác dụng của nó đâu. Đấy, tôi lấy ví dụ nhé. Với cái cặp tròn như thế này thì các bạn buộc là bạn phải đưa đưa cái tay của bạn vào vuông góc với cái điểm cắt, ví dụ như này, đúng không? Đấy. Thì nó chỉ một vế thôi, nhưng ngược lại với cái cạp mà đa năng thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, nó cong thành hình mũi thuyền này. Đấy, chúng ta sẽ vừa tạo vấu được. Đấy, chúng ta không phải là vòng cái tay này để cho nó vuông góc 90 độ chúng ta mới cạp được. Chúng ta để check khoảng 30 độ. Chúng ta có thể là cắt ngon lành được cái sẹo lớn như này, cả cái cành lớn như này. Đấy. Đấy. Đấy, rất là ngọt luôn. Mà mình dùng đâu đó nó khoảng 4 năm nay rồi. Đấy, cho nên là các bạn cứ bảo là nó đắt tiền rồi là quan trọng là cái công dụng và cái lợi ích của bạn dùng nó được như thế nào thôi. Đấy. Đấy, đấy với cặp đa năng thì bạn làm được thế này nhé. Bạn luồn tay một cách rất thoải mái nhé. Còn cái cặp tròn thì sao? Đấy, cặp tròn bắt buộc bạn phải vòng 90 độ này để các bạn luồn vào. Đấy, nó rất trái tay. Đấy, tất nhiên là mỗi cái một cái điểm mạnh khác nhau. Mình phân tích cho các bạn điểm mạnh. Đấy. À, tôi lấy cái điểm lõm này đi. Đấy, thì cái chỗ này là cái cặp tròn thì nó rất hiệu quả. Đấy, các bạn nhìn bấm vào đây. Đấy, ví dụ đây nha các bạn nhé, chỗ này nhé, tôi sẽ bấm thành lõm luôn cái điểm này. Đấy, thấy chưa, bấm dứt khoát vào lõm ngay. Ừ, thế nào? Rồi, tiếp theo cái điểm này. Đấy. Ok. Thì tóm lại là bạn dùng cái nào cũng được, tùy công năng, nhưng mà lời khuyên là chúng ta nên dùng cái này, cặp cặp đa năng này này. Đấy, rất hiệu quả luôn. À, cảm ơn các bạn. Hãy ai mà muốn là liên hệ đặt hàng thì có thể comment hoặc là gọi điện trực tiếp cho tôi hoặc là vào Zalo 0971286303 hoặc gọi điện trực tiếp vào cái số điện thoại là 0982 786 836 nhé các bạn.